Trong chuyên mục câu hỏi địa ốc tuần này thì chúng tôi đã nhận được câu hỏi có nội dung như sau. Tôi đã đăng ký kết hôn, tôi có mua một ngôi nhà nhưng chỉ muốn đứng tên một mình. Chồng tôi cũng chấp thuận, nhưng về mặt pháp luật thì tôi có được đứng tên trong sổ đỏ một mình hay không? Nhờ luật sư tư vấn giúp. Vâng, và chúng tôi cũng đã gửi câu hỏi này đến công ty Chính Nghĩa Luật và được luật sư Nguyễn Ngô Quang Nhật giải đáp chi tiết như sau. Về mặt pháp luật thì bạn có thể đứng tên trên sổ đỏ một mình khi mà bạn đáp ứng các cái quy định như sau. Tức là bạn phải có một là cái văn bản thỏa thuận chế độ tài sản của vợ chồng trước khi kết hôn được công chứng chứng thực theo cái quy định tại điều 47 của luật hôn nhân và gia đình, quy định về thỏa thuận xác lập cái chế độ tài sản của vợ chồng. Cái thứ hai là bạn có phải có văn bản phân chia tài sản chung trong cái thời kỳ hôn nhân. Văn bản này cũng phải được công chứng theo cái quy định tại điều 38 của luật hôn nhân và gia đình, quy định về việc phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Và bạn cũng phải có cái giấy tờ chứng minh rằng cái tài sản này, sổ đỏ, là tài sản riêng của bạn theo quy định tại khoản 1 của điều 34 luật hôn nhân và gia đình, quy định về cái việc đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản chung.